Chào bạn, hôm nay bạn đã dùng sách chưa? Hãy dùng sách và các sản phẩm vitamin của Herbalife đều đặn để đảm bảo cơ thể của bạn được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào nhé. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ cung cấp kiến thức chuyên sâu cho bạn về một trong những tiêu chí để chọn thực phẩm cho những bữa ăn lành mạnh của mình. Đó là chủ đề về chỉ số đường huyết và tải đường huyết của các thực phẩm và sự ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của chúng ta. Liên quan đến chủ đề này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với ba nội dung chính là chỉ số đường huyết là gì, chỉ số tải đường huyết là gì và cách lựa chọn các thực phẩm liên quan đến đường mà có lợi cho sức khỏe. Ở trong bài trước thì chúng ta đã chia sẻ về đường trong thực phẩm và sự ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cũng đã biết rằng đường bột có vai trò quan trọng đối với cơ thể, nhưng chỉ cần vừa đủ, không nên ăn những thực phẩm mà có nhiều đường bột. Trong bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa để biết cách lựa chọn những thực phẩm có chỉ số đường có lợi cho cơ thể. Trước hết thì ta cần biết trong những thực phẩm có chứa tinh bột luôn có hai chỉ số cần quan tâm là chỉ số đường huyết và chỉ số tải đường huyết. Vậy chỉ số đường huyết và chỉ số tải đường huyết là gì? Chỉ số đường huyết tên tiếng Anh là Glycemic Index và viết tắt là GI. GI phản ánh tốc độ tiêu hóa đường trong cơ thể để đi vào máu. Tức là sau khi chúng ta ăn thực phẩm thì tốc độ đường, gluco ở trong cái thực phẩm đó đi vào máu của chúng ta nhanh hay chậm, và lấy giá trị là 100 của đường gluco để làm chuẩn. Tinh bột thì có hai loại là chỉ số đường huyết GI cao và chỉ số đường huyết GI thấp. Thực phẩm có GI cao thì sẽ được hấp thụ nhanh chóng vào máu, và điều này làm cho tuyến tụy của chúng ta phải nhanh chóng sản sinh ra một lượng insulin tăng vọt để chuyển hóa cái lượng đường này. Nó rất có hại cho tuyến tụy. Thực phẩm có chỉ số đường huyết GI thấp thì sẽ được hấp thụ từ từ, do đó lượng đường đi vào trong máu thì sẽ chậm rãi hơn và insulin cũng được sản sinh ở một mức thấp hơn, và tuyến tụy thì không phải làm việc quá tải. Trong bài trước thì chúng ta đã nắm rõ được về cơ chế sản sinh insulin của cơ thể khi chúng ta ăn một bữa ăn mà có nhiều đường bột. Thông thường thì các loại đường như là đường mía, đường tinh chất thì sẽ có chỉ số đường huyết GI cao. Ngược lại, các loại ngũ cốc thì sẽ có chỉ số đường huyết GI thấp hơn. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp ngoại lệ như đường fructose, trong hầu hết các loại trái cây thì có chỉ số đường huyết GI thấp. Các loại trái cây còn có chứa nhiều chất xơ và nó sẽ làm cho chậm quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, đường fructose không thể được cơ thể sử dụng để làm nguyên liệu như đường gluco, mà chúng phải được tiêu hóa và lưu trữ ở gan, và quá trình này cũng cần phải có thời gian để hoàn thành. Nên hầu hết các loại trái cây thì đều có chỉ số đường huyết GI thấp, ngoại trừ như dưa đỏ, trà là, dưa hấu, vân vân là một và một số những cái loại trái cây khác thì có chỉ số đường huyết GI cao. Ngược lại, khoai tây trắng chứa đường phức tạp nhưng lại được hấp thụ rất nhanh, do đó nó có chỉ số đường huyết GI cao. Các loại bánh mì trắng và các loại gạo màu trắng cũng vậy, thường có chỉ số đường huyết GI rất cao. Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, các thực phẩm có chỉ số đường huyết GI từ 70 trở lên thì được quy vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, và từ 56 đến 69 là nhóm trung bình, và từ 55 trở xuống là nhóm có chỉ số đường huyết thấp. Trên màn hình thì bạn có thể thấy một số ví dụ về các thực phẩm trong các nhóm có chỉ số đường huyết khác nhau. Ví dụ như bánh mì, bánh quy, bột gạo hay mì tôm là những thực phẩm được làm từ các chất đường bột thì có chỉ số đường huyết GI cũng rất là cao. Hay như khoai tây chiên cũng tương tự như vậy. Với trái cây như dưa hấu hay ngô ngọt thì chúng ta thấy là chúng có chứa rất là nhiều đường và vị ngọt, thành ra cái chỉ số đường huyết GI của nó cũng rất là cao. Ở đây chúng ta cần lưu ý một chút, giữa ngô ngọt và ngô nếp thông thường thì hai cái cùng là ngô nhưng chúng có những chỉ số đường huyết hoàn toàn khác biệt với nhau. Hay như xôi và cơm trắng thì cũng có những chỉ số đường huyết cực cao. Đó là lý do tại sao ở trong bài 1 các bạn đã được khuyên là chúng ta nên ít sử dụng cơm trắng hoặc xôi trong các bữa ăn của mình. Ở nhóm trung bình từ 56 đến 69 thì các bạn cũng nhìn thấy đa số các sản phẩm cũng đều được làm từ các chất đường bột cộng với đường hoặc sữa. Do vậy là chúng có chỉ số đường huyết tương đối là cao. Ở trong nhóm thực phẩm có chỉ số
đường huyết GI thấp dưới 55 thì các bạn thấy đa số đó là những cái loại hạt hoặc là trái cây mà nó có rất ít những vị ngọt và nhiều chất xơ. Hoặc là chúng ta khi chúng ta sử dụng gạo thì chúng ta cũng sử dụng gạo lứt. Gạo lứt là gạo mà phía bên ngoài của nó còn rất nhiều chất đạm, chất xơ và chất béo thì nó sẽ làm giảm cái chỉ số đường huyết ấy xuống và nó khác biệt hoàn toàn so với cả cái gạo trắng ở bên cái chỗ thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Bạn có thể thấy trong nhóm các cái thực phẩm có chỉ số đường huyết GI cao và kể cả trung bình thì chủ yếu là các cái thực phẩm có nguồn gốc được làm từ tinh bột và đường. Khi mà chúng ta ăn nhiều những cái loại đường bột có chỉ số đường huyết GI cao thì nó sẽ dễ hấp thu vào cơ thể và sẽ khiến cho chúng ta khó kiểm soát được cái đường huyết của mình, cho dù ta có sử dụng insulin hoặc các cái loại thuốc điều trị tiểu đường đi nữa. Chỉ số đường huyết thực phẩm sẽ giúp chúng ta phân biệt được các cái thực phẩm mà có đường hấp thu chậm hay còn gọi là đường tốt và đường hấp thu nhanh hay gọi là đường xấu. Ta cũng có thể dùng nó để điều chỉnh cái việc tính toán lượng đường đã tiêu thụ để giữ cho cái đường huyết ổn định hơn. Ta cũng nên biết rằng đạm, chất xơ, chất béo thì có khả năng làm giảm đi cái chỉ số đường huyết GI của thức ăn vì nó làm ngăn trở cái sự hấp thu gluco. Những dạng gạo lứt, gạo chưa qua chế biến có chỉ số đường huyết GI thấp hơn gạo trắng là bởi vì trong nó có chứa thêm chất xơ và chất béo ở phía ngoài. Hãy ăn một cái bữa ăn đa dạng vì chính cái chất xơ, chất đạm, chất béo của những cái thực phẩm này thì sẽ đưa chỉ số đường huyết GI của một thức ăn khác từ cao về mức thấp. Ngoài ra thì cái cách bạn chế biến và chuẩn bị thức ăn thì cũng ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết GI. Ví dụ như là một củ khoai tây khi mà bạn ăn hàng ngày, nếu bạn ăn sống nó thì chỉ số đường huyết GI của nó gần như bằng không. Nó không thể được tiêu hóa khi đi qua ruột. Nhưng nếu bạn luộc nó lên thì chỉ số đường huyết GI của nó lập tức cất cánh lên đến 60. Cũng là củ khoai tây luộc đó, tuy nhiên bạn ăn luôn cả vỏ thì chỉ số đường huyết GI sẽ giảm xuống vì sơ của vỏ đã ngăn cản hấp thu đường gluco. Và nếu bạn lột vỏ củ khoai tây luộc và nghiền nó ra thì chỉ số đường huyết GI của nó sẽ chạm đến mức 80. Vì việc nghiền nát thì sẽ làm cho tăng diện tích tiếp xúc với cái dịch tiêu hóa nên càng dễ hấp thu hơn. Và nếu khi bạn luộc xong nhưng lại không ăn ngay mà bạn đặt nó ở nhiệt độ phòng thì trong quá trình thoái dáng tinh bột sẽ bắt đầu. Tinh bột sẽ trở nên khó hấp thu hơn và củ khoai sẽ cứng lại. Do đó, chỉ số đường huyết GI của nó sẽ giảm xuống. Trái cây chín thì có chỉ số đường huyết GI cũng cao hơn khi nó còn sống. Chắc bạn đã từng nghe câu nói, ăn trái cây, ăn cả vỏ với ngon. Cũng có thể là người ta ngụ ý rằng xơ có trong vỏ thì sẽ làm giảm đi chỉ số đường huyết GI của nó xuống. Nếu bạn nghiền nát, băm nhuyễn hoặc làm mềm nó ra như là dùng nồi áp suất thì sẽ làm cho chỉ số đường huyết GI tăng lên. Ví dụ như là cùng là gạo trắng, nhưng cháo trắng thì sẽ có chỉ số đường huyết GI cao hơn cơm nấu. Ta hãy ăn các cái loại thực phẩm có chỉ số đường huyết GI thấp suốt các bữa ăn trong ngày. Điều này nó sẽ giúp cho ta duy trì cái lượng insulin thấp, qua đó cung cấp cái năng lượng cho ta hoạt động suốt cả ngày và duy trì cái việc đốt chất béo. Đây không chỉ là những hiểu biết về insulin mà nó còn được chứng minh qua các cái nghiên cứu lâm sàng. Một trong những thời điểm tốt nhất để nạp đường có chỉ số đường huyết GI thấp đó là trước khi luyện tập. Nhiều nghiên cứu trước đây đã cho rằng nên nạp đường có chỉ số đường huyết GI cao vào lúc này và thực tế đã cho thấy là người tập đã cạn kiệt năng lượng trước khi buổi tập kết thúc và ngăn chặn cái việc đốt chất béo trong lúc tập. Nếu bạn cần phải nạp đường trước khi tập thì hãy nạp 30-40g đường thấp cùng với 25g bột protein tức là đạm. Điều này sẽ rất tốt cho cái sức khỏe của bạn. Khi ta giữ mức insulin ở mức thấp thì có thể sẽ kéo dài được tuổi thọ. Điều này đã được chứng minh trên động vật có tuổi đời dài hơn 5-50% với mức insulin thấp, mặc dù là chưa có kết luận chính thức nào về việc chống lại cái lão hóa này. Và người ta tin rằng insulin thấp sẽ gây ra tín hiệu cho tế bào tốt hơn, do đó tế bào sống được lâu hơn. Trong khi chỉ số đường huyết GI phản ánh tốc độ tiêu hóa đường gluco có trong cơ thể để đi vào trong máu thì tải lượng đường huyết tên tiếng Anh là glycemic load, viết tắt là GL, lại có một cách đánh giá mới hơn, thể hiện cái lượng đường bột có trong một khẩu phần ăn của thực phẩm đó. Đơn giản hơn, chỉ số đường huyết GI
chính là thước đo cái chất lượng của đường bột. Còn tải đường huyết GL chính là thang đo cái số lượng đường bột có mặt trong cái loại thực phẩm đó. Chỉ số tải đường huyết GL cho chúng ta biết sẽ có tổng số bao nhiêu đường sẽ vào trong cơ thể sau khi ta ăn thực phẩm đó. Vì vậy, bạn không chỉ nên xem xét duy nhất chỉ số đường huyết GI khi lựa chọn thực phẩm. Vì thực phẩm có chỉ số đường huyết GI thấp thì chưa chắc đã tốt cho sức khỏe và nên ăn nhiều. Nếu lượng đường có trong đó nhiều, tức là có chỉ số tải đường huyết GL cao. Vì mặc dù tốc độ đường vào trong máu chậm, nhưng tổng lượng đường vào trong máu lại nhiều, nên tuyến tụy của chúng ta vẫn phải làm việc nhiều để tiết ra một lượng insulin lớn để chuyển hóa. Tải lượng đường huyết sẽ giúp ta kiểm soát được cùng lúc cả số lượng và chất lượng của loại đường chúng ta ăn. Các thực phẩm có chỉ số tải đường huyết GL nhỏ hơn 10, tức là thấp, và trên 20 là cao, và từ 11 đến 19 là trung bình. Và công thức tính tải lượng đường huyết GL như bạn đã thấy ở trên màn hình là nó bằng với cả lượng đường bột có trong thực phẩm tính bằng gam nhân với chỉ số đường huyết GI và chia cho 100. Ví dụ, như ta tính tải đường huyết GL của 100g khoai lang thì khoai lang có chỉ số đường huyết GI là 48, và trong 100g khoai lang thì có 20,1g đường bột. Thì do đó, cái chỉ số tải đường huyết GL của 100g khoai lang thì sẽ bằng 20,1 nhân với 48 chia cho 100, tức là bằng 9,65, là dưới 10 thì vẫn thuộc là dạng thấp. Có một cái chút gì đấy khó hiểu phải không? Chúng ta sẽ cùng nhau để xem một vài ví dụ so sánh giữa các cái thực phẩm nhé. Lấy dưa hấu và chuối để làm ví dụ. Giả sử cùng một lượng như nhau là 120g thì ta thấy là GI của dưa hấu bằng 72 và GI của chuối bằng 52. Điều này có nghĩa là dưa hấu làm tăng đường huyết nhanh hơn chuối. Nhưng vì dưa hấu đa phần là nước, lượng đường bột ít hơn, nên dù đường huyết có tăng nhanh nhưng là tăng không đáng kể vì GL của dưa hấu chỉ bằng 4. Trong khi đó, GI của chuối thấp hơn, đường huyết sẽ tăng chậm hơn nhưng GL của chuối bằng 11. Điều này có nghĩa mặc dù đường huyết khi ăn chuối sẽ tăng chậm nhưng cuối cùng thì nó sẽ cao hơn đường huyết khi ăn dưa hấu. Xem một ví dụ khác giữa cà rốt và khoai tây thì GI của cà rốt là bằng 72. Nếu bạn chỉ nhìn vào GI của nó là bạn quyết định là sẽ không ăn vì nó khá là cao, cao hơn cả đường. Liệu việc này có đúng không? Tôi trả lời là không hẳn, vì lượng đường bột chứa trong nó khá thấp. Một củ chỉ chứa không quá 6g đường bột thì suy ra cái GL của nó chỉ bằng 4.3, là khá thấp. Trong khi đó, khoai tây thì có GI là bằng 63, thấp hơn cả cà rốt. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Khoan đã, hãy xét tiếp. Lượng đường bột của một củ khoai tây thì khoảng 25g. Vậy suy ra cái GL của nó là bằng 16, cao hơn so với cà rốt. Nghĩa là khoai tây mặc dù là tăng đường huyết chậm hơn so với cà rốt, nhưng khi đã tăng thì nó sẽ tăng cao hơn. Và nếu phải chọn một trong hai thì ta sẽ có khuynh hướng là chọn cà rốt, vì dù nó có tăng đường huyết nhanh nhưng nó chỉ có một cái lượng ít. Các nhóm thực phẩm mà ta nhìn thấy trên màn hình chỉ là những ví dụ tiêu biểu, những thực phẩm mà ta hay gặp thường ngày. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng rất nhiều các loại thực phẩm khác. Do đó, điều quan trọng của bài này là chúng ta hãy ghi nhớ các cái chỉ số của từng nhóm này, để khi chúng ta lựa chọn thực phẩm cho mình thì hãy lựa chọn các cái thực phẩm có chỉ số GI và GL trung bình hoặc thấp thì càng tốt. Tránh các cái thực phẩm có chỉ số GI và GL cao, nhất là nếu bạn lại đang có vấn đề với tiểu đường. Bạn hãy tham khảo thông tin từ các tài liệu hoặc từ Internet để biết về các chỉ số GI, GL của mỗi một cái loại thực phẩm trước khi sử dụng. Tôi xin nhắc lại rằng chỉ số GI được coi là cao khi mà nó trên 70 và trung bình là từ 56 đến 69, và những thực phẩm có chỉ số GI dưới 55 thì được coi là thấp. Đối với chỉ số tải đường huyết GL thì khi có chỉ số nhỏ hơn 10 thì là thấp, và từ 11 đến 19 là trung bình, và trên 20 thì được gọi là cao. Tuy nhiên, trong thực tế thì chả có ai sử dụng công thức tính toán như tôi vừa trình bày ở trên để từ đó lựa chọn cho mình những cái loại thức ăn thích hợp cả, vì nó rất là phiền phức. Với thời buổi ngày nay thì chúng ta chỉ cần đơn giản là tra Google để hỏi bất kỳ loại thực phẩm thông thường nào thì cũng đều có sẵn. Có thể bạn sẽ tự hỏi, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải tra Google để hỏi toàn bộ những cái loại thực phẩm hay sao?
Không đâu, chỉ cần những cái thứ mà ta hay ăn hàng ngày thôi, và sau một thời gian thì bạn sẽ vỡ lẽ ra rằng mình và gia đình thì thường chỉ dùng quanh quẩn một cái số loại thực phẩm nhất định nào đó trong cuộc sống hàng ngày. Và như vậy thì chỉ sau một khoảng thời gian là bạn có thể nắm chắc được các cái loại thực phẩm nào là phù hợp với mình và thực phẩm nào thì không. Qua bài này thì chúng ta cũng đã nắm được cách lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết phù hợp, đảm bảo lành mạnh và có lợi cho sức khỏe. Hãy lựa chọn cho mình những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết GI và tải đường huyết GL cùng thấp là tốt nhất, để đảm bảo kiểm soát tốt cái lượng đường trong máu, bảo vệ tuyến tụy và tránh xa được cái bệnh tiểu đường, tăng cường hiệu quả của giảm cân, vì đường chính là một trong những nhân tố mà gây ra tích mỡ rất cao. Tuy nhiên, chỉ số đường cũng không phải là tiêu chí duy nhất để lựa chọn thực phẩm. Bạn hãy nhớ lại kiến thức đã được chia sẻ trong bài 1 về calo và bài 3 về hệ nhung mao, để từ đó lựa chọn những cái thực phẩm tốt nhất cho mình. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên uống nước đầy đủ và luôn có cho mình một bữa sáng lành mạnh. Tóm lại, qua bài hôm nay thì chúng ta đã nắm được thế nào là chỉ số đường huyết GI và tải đường huyết GL của các loại thực phẩm có chứa tinh bột hoặc đường. Ta nên nhớ rằng không chỉ có cơm, gạo mới chứa các cái tinh bột, vì nhiều người nghĩ rằng bỏ đường thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi tinh bột nữa. Và đường thì cũng là nguyên nhân gây ra tích mỡ rất cao và có hại cho sức khỏe. Ta cũng đã hiểu rằng các chỉ số này trong thực phẩm khi ăn vào thì có tác động như thế nào đến cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cũng nắm được cách lựa chọn thực phẩm có liên quan đến đường sao cho có lợi nhất cho sức khỏe. Bạn hãy nghe đi nghe lại bài này để ghi nhớ những kiến thức quan trọng và xây dựng cho mình một thói quen lựa chọn các cái thực phẩm có lợi cho mình, kiểm soát được cái lượng đường đưa vào cơ thể và từ đó tránh được các bệnh liên quan, nhất là bệnh tiểu đường, căn bệnh có khả năng gây ra rất nhiều các biến chứng khác. Một lần nữa tôi lại muốn nói rằng shake là một bữa ăn lành mạnh tuyệt vời. Như bạn đã nhìn thấy trên hình thì nó có chỉ số đường huyết rất là thấp và calo cũng rất thấp, trong khi lại cung cấp rất nhiều các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Vì vậy bạn hãy chọn cho mình một cái vị shake yêu thích và có được bữa ăn ngon miệng tuyệt vời. Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề này thì hãy liên hệ với tôi để chúng ta cùng giải đáp. Xin hẹn gặp lại bạn ở bài sau.